Vâng, xin chào tất cả cửa hàng đã quay trở lại với xưởng đồ gỗ sắt chúng tôi. Và hôm ngày hôm nay thì xưởng bên chúng em xin giới thiệu với tất cả quý hàng 3 mẫu sản phẩm là gồm 2 bộ chiếu ngựa và 1 bộ bàn ghế trường kỷ K3 rất là đẹp. Và đầu tiên đó là cái bộ sản phẩm trước mặt mọi người đây, là bộ sản phẩm chiếu ngựa gỗ hương sáng của Lam Phi. Có kích thước là dài là 2m40 và rộng là 2m20 và độ dày là 20 phân. Thì cái bộ sản phẩm hương xám này của bên em bán công khai với giá là 12 triệu đồng một bộ. Đấy, 12 triệu đồng một bộ, rất là đẹp. Và chất liệu là gỗ hương vân xám của Lam Phi. Quý hàng có thể xem. Và hàng này của bên em thì rất là đẹp. Và nó trải qua là 6 lớp lót rồi. Và là phủ thêm 3 lớp màu. Đấy, và thêm một lớp màu bóng nữa. Lên cái lớp sơn của nó rất là dày. Lớp sơn rất là dày. Đấy, và cái bộ sản phẩm này của bên em thì là vân là cực kỳ là tuyển chọn. Đấy, vân rất là đẹp. Và một tháng thì sở bên em chỉ ra được 3 bộ như thế này thôi. Đấy, 3 bộ như thế này thôi. Rất là đẹp. Và em xin phép quay luôn mặt dưới cho cửa hàng xem. Đấy, tổng thể của nó đây. Đây là mặt dưới. Đấy. Mặt dưới rất là đẹp. Và chân bên em làm nó là chân tiện tròn kiểu lục bình. Đấy, chân tiện tròn kiểu lục bình. Tổng chiều cao từ mặt đất lên mặt phản là 58 phân. Đấy, tức là cái chân này của bên em làm là chân cao là 38 và đường kính là 25. Đấy, rất là đẹp. Và em sẽ quay nhanh để cho quý hàng có thể chi tiết được những cái bộ sản phẩm còn lại. Đấy, em sẽ quay rất là từ cho quý hàng nhìn thấy vân cũng như là. Đấy, rất là đẹp. Và lưu quý khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng qua số điện thoại bên trên màn hình. Đấy, em sẽ dựng hình để cho quý khách hàng có thể chụp ảnh cũng như là lưu lại địa chỉ. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo đó là bộ chiếu ngựa gỗ cẩm vàng. Đấy, có kích thước là dài là 2m40 và chiều rộng là 2m20. Thì bên em đóng theo kiểu quy cách cũng là 2 tấm một chiếu. Đấy, một tấm là rộng 1m1 và dày đều là dày là 20 phân cả. Đều dày là 20 phân. Và chân bên em làm cũng là chân tròn. Đấy, chân tròn tên lục bình. Đấy, rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm gỗ cẩm này bên em đang bán với cái giá là 13 triệu đồng một bộ. 13 triệu đồng một bộ. Rất là đẹp. Và hiện nay thì có cái dịch đang hoành hành hiện nay. Thì nếu quý hàng nào mà lo ngại không qua xưởng bên em được thì hãy liên hệ qua chúng tôi. Thì bên em sẽ vận chuyển đến tận nhà. Đấy, vận chuyển đến tận nhà. Và miễn phí ở miền Bắc là 100 km vận chuyển đầu tiên. Và nếu quý hàng nào ở miền Nam thì bên em sẽ lấy thêm là 1 triệu nữa và vận chuyển đến tận nơi, tận nhà quý hàng. Đấy, rất là đẹp. Và tất cả những bộ sản phẩm này bên em thì là bảo hành là 10 năm cho sản phẩm. Tất cả những bộ sản phẩm này rất là đẹp. Và tiếp theo trước mặt mọi người đây là một bộ trường kỷ K3 hay còn gọi là bàn ăn. Đấy, có kích thước là dài là 2m4 và cái độ dày bên em làm dày là 15 phân. Thì cái bộ sản phẩm này bên em đang bán với cái giá là 14 triệu đồng một bộ. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp. Thì em xin nhắc lại chi tiết trước kích thước để cho cửa hàng có thể nắm rõ được. Và đầu tiên là cái mặt bàn. Mặt bàn với em làm dài là 2m40 và rộng là 95. Rộng là 95. Và tổng chiều cao từ mặt đất lên lên mặt bàn là 75 phân. Đấy, rất là đẹp. Và quý hàng có thể xem mặt vân đây. Đây là gỗ hương vân xám nha mọi người. Đấy, vân gỗ rất là đẹp. Cực kỳ là nổi. Bên em phun màu cà phê. Đấy, màu cà phê rất là đẹp. Và tiếp đây là chiếc bàn. Đấy, và đây là chiếc ghế đơn. Đấy, ghế đơn. Hay nó gọi là băng dài. Có kích thước là dài cũng là 2m4 và chiều sâu lòng là 40. Và phủ bì là 60. Đấy, rất là đẹp. Và độ dày bên em làm dày là 15 phân hết.
giày đều là 15. Và tổng chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế là 45 phân. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và nếu khách hàng nào mua hàng thì bên em sẽ tặng thêm là một cái khay trà để có thể để một bộ ấm chén lên. Đấy, thì ở dưới nó cũng có khay, nó là bằng gỗ hương, rất là đẹp. Và em xin giới qua tất cả các sản phẩm cho khách hàng có thể nắm rõ được. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Và lời cuối video thì bên em sẽ chúc tất cả khách hàng có một tháng hoặc một ngày mới làm việc thật là hiệu quả và sức khỏe dồi dào. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của bên em.